Sát vô đi, À, xuống sát vô ơi, đi, xuống sát xuống vô, xuống tao bơi xuống chậm xuống lắm. xuống xuống. À, đúng cuộc đời. Ôi nhanh lên, nhanh lên. Ôi già thằng này Rồi nhanh lên lên rồi lên lên rồi, tao lên chui vô, tao lên chui vô, lên. tao chui vô. Chết À, rồi, bỏ tao mất dạy. Má chết thằng mất rồi dạy. Trời ơi, tao lụm vàng sao nó bỏ tao nó chạy kìa. Má, ai tình nghĩa anh em bấy lâu nay quần què. Đúng ai rồi, đó gái ai lên rồi. Đó, khúc này phải bắn là trời ơi, bay xa dữ vậy, cái mập không ngờ luôn. Sao mà đỡ được? Trời. sao mà đỡ được, À, này giống như thuyền máy đúng bay vậy bà. Cho người ta lên kìa ba, còn hai ba người kìa, cho ta lên kìa. Vái thuyền bay ghê đi. rồi hát rồi làm sao mà cá mập giết được. Do đó đó cái mỏ hả, à, cũng cái mỏ đó luôn á, chuyên gia luôn, cái mỏ nó nói chuyện là nghe thú rình luôn đó. Má chết là một nùi luôn, má cái mỏ lụ đạn nó chứ đang bình yên nó nói chi vậy. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phạm Mì. Hai xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Mì và Nam Cun sẽ quay trở lại với Shark 3 nha mọi người. Ấy thì game này nó sắp chết rồi mọi người. À, không phải sắp chết mà là sắp mình sắp vĩnh biệt nó để mà mình chuẩn bị đón nhận một cái Shark 3 nhưng mà phiên bản 2 nha mọi người, và được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2022, tức là thứ bảy còn sau đấy mọi người ạ. À, nên là bây Dĩ giờ hèn. tôi với ngàn Mì với Cun sẽ chơi cái này để dạng giống như là một phút mặc niệm Má nó cho làm tất như người cả ta những đi cái đôi luôn mắt hay mà không gì thể á, cái mở thứ trong gì game á. này. Cái gì mà một phút mặc niệm Ờ, nó nói cái như là má nó đào phải thải người trong ta game luôn chứ. á, cái thứ gì á. Trời ơi, cái Thằng thằng thiền xịn yếu mời đi như thế mày. này. Ê, tham gia Ủa, tao game thấy chưa? con Barbie đâu mà vô. À, thấy rồi. Thiền Vô nhà xịn hả? mời đi, đợi nhắc không không? Tao đâu? Sao bây giờ muốn chơi game gì? À, chơi thuyền gì? Chơi thuyền chuối đi. Ủa, em tham gia rồi mà. Ừ, vậy thì em tham Tham gia gia rồi rồi. đó. Anh thấy em tham gia rồi. Ừ. Quan trọng là đứa nào làm sát thôi. Rồi. Đấy, đây là con game. Quên cho mọi người coi cái gương mặt nè, coi 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 gương mặt Ui, anh nè, Quân. em có một cái súng hồi trước Quân giờ Quân chơi Quân coi mà. gương mặt anh. Ủa mày cái Trời súng ơi, cái tư thế của tao nó vẫn còn nằm trên con vịt. Buông đứa nào lấy? Cái Em tư lấy thế đấy. tao nó vẫn còn nằm Em trên con lấy. vịt. Thấy Đứa bà nào rồi, lấy? sao tao bơi Ủa lên sao đây? đâu? Rồi rồi, Rồi từ chạy từ. đi, chạy đi. Sao chạy đi nhanh lên. Em cứ cầm theo cái khẩu đại bác này mà biết bắt nó sao. Lâu Chạy đi, quá chạy rồi đi, không trời chạy đó ơi, em coi có ai mà ngồi ngồi trên thuyền mà dán con vịt giơ tay như anh không. Ấy Ui, da, cái gì mất nết. vậy? Chơi như thế là chết em rồi. Bà bay, mày đang ngồi Ok. trên xe đó mà mày làm mày như mày đang ngồi nghỉ dưỡng mày. Thì đó, đang nằm trên con vịt, từ Em lobby lái tới được đứa ra tới đây nào? nó vẫn còn nằm trên con vịt luôn, em coi nè. Đi 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 săn đi, đi săn đi, đi săn cá mập đi, đi săn cá mập đi. Hôm nay là trận Đấy. cuối cùng của cái bản một này rồi nên là mình đi săn đi. Đừng núp Em nữa. đang Anh em thấy ai nhích đi con săn cá cá mập mập mà này nằm ra. nghỉ dưỡng như tôi không anh em? Đất nhục lắm. Ồ bên kia, ơi bên kia nó có nguyên Đâu tàu đâu lửa đâu luôn đâu mày. đâu đâu. Cá mập rồi. Kìa. Đi tàu lửa kìa, Kìa đi kìa qua. kìa kìa tàu Đây lửa đây kìa đây. tàu lửa kìa Lên tàu lên lửa lên kìa. tàu lửa đi ké đi. Trời mày Cá thấy người mập ta kìa chưa? rồi, Người cá ta mập bái kìa. bai Giết game là giết phải giết cá vậy, mập đi tàu kìa. lửa rồi. Tại luôn giờ này sợ Cá đồng mập kìa, kìa. sợ nó nữa. Cái gì vậy? Rồi, bắn đi. Bắn Người ta bắn cá bắn mập rồi bà ơi. Đó đó bắn đó. Đúng rồi đi. Cun, em chạy chậm Chết chậm lên chưa? xíu là chết Chạy ga đó chạy. Cun. Đúng rồi, bay vòng vòng luôn. Cái Cái mập chạy rồi, cái mập chạy rồi, cái mập chạy rồi. Quay lại em được cho, em được cho, em được cho. Đúng rồi, rượt mà đưa cái đít vô nha cô, đưa cái đít vô miệng cái mập Mày đi đi á. à. Cho Rồi, ra nó mày bệnh đi biệt đi đồ. thôi. Cái mập Tắt bên tay ai đây trái. mọi người, đó tắt tay ai đây nè. Cái gì vậy? Cái mập Đây, với để đít em nè anh em. lượt cho, để em lượt cho, để em lượt cho. Đâu rồi, rồi, cái mập Không chạy có dưới đây rồi. đâu, không có dưới đây, không có dưới đây. Đây đây đây, sắc bài hai nè mọi người. Đó, còn 8 ngày nữa là mình sẽ sẽ có game nha mọi người. Ấy có là thứ bảy tuần sau Ui. đi. Cái đảo cũ mình luôn anh em, nó để cái bảng thôi thông báo à. Vô Đâu duyên. rồi, cái mập nó mất tiêu rồi. Mập Cái mập chỗ sợ rồi, đi đi rồi. lên xe Trời lửa con ơi, ơi. cái mập này to Cái mập sợ ngợi. rồi. Cái mập Xe nó lửa xe con lửa này. như thế này chết. À, còn cái súng mất nết rồi. Súng gì mất nết? Súng này bắn được mà. Mày Bắn sợ gì súng mà gì? bay tứ lung tung. Hả? Súng của con côn ngọt. Ui, Đó bay đó, lên nó tới tao kìa. đi. Bắn 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 Trước bắn mặt, trước lên mặt, bắn. Trời đất em. mẹ, nó văng Cái rồi gì trời. vậy? Wow. Em nữa bắn, nữa bắn, nữa bắn, nữa bắn. Yeah, rồi rồi, tới công chuyện. Rồi bay lên trên trời luôn rồi. Tao nè 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 cái đạn này thiệt chứ. Em lấy được, em lấy được. Ê mày mắc cười quá. Tao nằm xuống cái thế mà nằm trên con vịt đó, cây súng tao đã chĩa xuống dưới đất bắn đúng gần luôn, không Ê bắn đi xa mày được. đi, mày đừng có mồm điêu. Từ từ, bình tĩnh nào Hại em. tao đi có Liên quan gì tao có bắn được mày đâu mà hại với không hại, con tào lao. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ai Chơi, bắn chơi cái kìa túi mất dạy không? rồi. Đó, chơi kìa mất dạy chưa. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ê, tao bắn không được luôn, Mày cây uy súng tín nè, mày mày đâu, coi mày nè, uy mày coi tao tín. chĩa ra xa Mày tao bắn uy tín nè. của mày đâu, mày có uy tín Mày mà đâu. tính ra cái thuyền này đúng trâu luôn á, lộn để vào tao. Mọi người thấy cái đường khốn nạn của nó chưa? Coi 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 bắn nè. Tăng 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 tăng.
Để bắn gần gần, bắn gần. Cá mập nằm bên trái. Bắn nhiều quá nó bị lát rồi. Lát kìa. Trời chết luôn rồi. Ngon lành. Nằm lên trên con vịt mà vẫn chạy được âm ầm. Ủa liên quan gì tao mày? Liên quan gì tao cho cuộc tình này? Ủa mắc cười cá mập chết chứ mày có chết đâu mày lạ quá. Ủa nó nãy giờ mày hại tao mấy lần rồi. Thấy để cặp mắt là thấy không uy tín nữa. Cái gì mà thấy cặp mắt là thấy không uy tín rồi, thấy là thấy ghét rồi, nghĩ sao? Thôi 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 thôi, cặp mắt này bị thôi miên rồi. Đúng rồi, cặp mắt gù quến người ta, em đừng nghe lời nó. Cái con là cái con mồm điêu. Mày có lộn không vậy, mắt này mất gù quến. Nó nhìn mày hồi lú luôn ba, mắt nó nhìn hồi lú á. Chết. Đẹp trai quá. À rương rương vàng, rương vàng. Rồi. Chết chay nha. Lúc chết sẽ nhận được sát chết. Cái này là tôi sẽ chơi theo kiểu gọi là thôi mày chơi về tầm này nó giết mày giờ chứ mày chơi về tầm này. Ôi mua thuyền, cái thuyền hồi nãy anh mua ở đâu vậy? Cái thuyền nãy anh mua trong kia chứ đâu, nói ngộ nha. Ui, giờ phải chơi mấy cái thuyền cổ điển, ví dụ như mà thuyền gỗ rồi á. Chơi thuyền chiến đi, mua thuyền chiến này chơi anh. Anh mời à, anh. À cái này là chét lại dưới nước Cun. Từ từ. Vô đi, từ gì nữa. Mua thuyền chiến đi anh chạy. Tiền chiến đâu anh, bây giờ là lúc bây giờ là cái gì ta gọi là lụm rương, nên là mình phải chơi cầu ngầm. À lụm rương hả? Ừ rồi ba đứa là có hai ghế rồi, đứa đi đâu? Rồi đi qua kia ngồi xuống. Ai rồi ngồi lên trên đầu luôn. Em bị nó dụ rồi, em bị con mùm điêu dụ rồi. Thấy chưa, nó rồi. Anh nói là cái ánh mắt của nó không uy tín đâu, con mồm điêu nó dụ em đấy. Ai con mày? Mồm điêu nó ghê thì chứ. Hay là thuyền của ai? Mày đang ngồi lên thuyền của tao đó, mày đi ra thuyền coi đi. Liên quan gì mày mắc cười quá, tao đặt nít vô đầu là tao dán 502 vô rồi. Phải, em phải bơi lên đảo mới được. Rồi, con rồi. Tao bơi lên đảo được. Em kiếm xe lửa em chui vô đi em. Chơi làm gì nữa. Ngay cái cổng ra vô của nó có nha, nãy ra cái cổng ra vô nó có quy cái rương bự lắm. Có không? Có. Lấy cái rương gì vậy? Rồi, xong một đứa chết rồi kìa. Rồi xong luôn, người sắt chết. Ủa, rồi cái rương đâu nãy giờ sao không thấy cái rương ta? Ngay cổng ra vô á, ngay cái cửa nó luôn, cửa bự, cửa lớn, cửa lớn. Cứu em đi mọi người, cứu em đi. Đó, đối diện kìa thấy không? Cao lên xíu, cao lên xíu, cao lên xíu. Rồi tới luôn. Đâu? Em dạ xuống ở xuống. Mở đi cửa, xuống mở đi, đi xuống nhanh. Có phải có xài được không? Ủa sao nhấp vô không được ta? Không phải đâu, lên nhanh. À hàng anh thiệt đúng thiệt sự luôn á. Chui vô sao? Được rồi. Rồi ok. Mình lên thuyền xong rồi để mình bơi giữa. Má cái rương giả, má ơi cái rương giả, rương vàng với rương răng. Rồi không ổn rồi. Đúng là cuộc đời. Cuộc đời. Bỏ lên Cun ơi. Nghĩ đây mà cuộc đời không hiểu luôn. Thấy Cun nó đứng mà tao hỏi ba người hai ghế rồi rốt cuộc ngồi đâu là tao nghi rồi. Má nó vô số 1 nó đá số nó ụn ga cái một Cun đã là trên biển luôn. Ghê. Ủa nhưng mà Cun nó còn sống không vậy? Còn không còn. Ừ còn sống mà lạ làng cái gì chợ không hiểu luôn ấy. Nó trong khi người ta ở trên người ta săn cá mập ha, ông thần này ông lớt ở dưới ông kiếm vàng mà chả thấy vàng đâu hết trơn. Vậy đi lên đi lên săn cá mập luôn nha. Thì mày săn sao săn đi kiếm vàng gì kỳ vậy ba? Có vàng nãy giờ có thấy vàng đâu, nó kêu lúp chép mà có thấy chép đâu mà lúp. Một chép ở trên bãi biển nè phải kiếm sao cho nó ra gì đúng chứ rồi, ba. Kiếm đi. Trời đây ơi. Đang đi kiếm chép mà có thấy chép đâu mà cái gì đây bây giờ chạy dưới nước cái động nước cái con cá mập biết mình đang ở đâu liền à. Chứ quá không. Em đã kiếm được một chỗ. Ráng lên, mình kiếm chét là anh em ở trên giết cái mập là mình lên mình chia cho anh em nè, chứ không là mấy anh em chửi ăn hại á ba. Bốn má mà không biết mấy con. Đây, chỗ này nó có gì nè? Ủa? Có. May quá, có người rước em đi. Đây, thuyền nè. Đây, con thuyền đây. Rồi, xuống, từ từ. Từ từ. Thấy bà rồi, nó oxy mẹ ơi, quay lại đây mẹ ơi, có oxy mẹ ơi. Cái gì vậy con điếng? Có oxy, vô cứu tao, từ từ. Đúng rồi, đứng im á. Đứng im coi lại nè, rồi vô. Ê, chết nước, chết bây giờ nó mới rớt. Rương rơi kìa, lấy đi anh. Rơi đâu, cuốn. Không biết nữa. Ủa sao nghe? Kiếm đi. Tí mà không thấy nó đâu vậy? Ôi, còn cái mặt đâu rồi? Mới có âm thanh ánh hào quang lên. Chết rồi, Bobby mày lấy không, Bobby? Thấy rồi, lụm đi, sắp chớp nè. Coi chừng con cá mập nha. Nó lọ ở trên, nó giết người rồi, nó không biết có người dưới đây đâu. Đi, còn nhiều người còn nhiều người chết lắm á. Lụm cái chiếc vàng để gom tiền để qua bên sát hai coi. Qua sát hai bức sạch. Đó. Sao tao lụm được, từ từ. Ê nó quên rồi. Rồi, nào bắt số vậy, từ từ. Lại, tao lại. Bà
Đây rồi, đây rồi, anh sợ mình muốn đi rồi, quay lại, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi quần què nó đứng nó cạo cái đường ấy. Đi rồi, đi rồi. Đó, nó bên trái kìa. Tận bên trái, rồi, cắm đầu luôn rồi, chim tao ngâm rồi. Rồi, xong luôn. Rồi, rồi, được rồi, được, quăng lại, quăng lại, quăng lại, quăng lại. Nó tạt em một phát chết luôn. Đó, nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Đi sát vô, đi sát vô, đi sát vô, tao bơi chậm lắm. Đúng cuộc đời. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Ôi già thằng này. Tôi chui vô, tôi chui vô, tôi chui vô. À, bỏ tao mất dạy. Má tao mất dạy. Trời ơi, tôi lụm vàng sao nó bỏ tôi nó chạy kìa. Má, tình nghĩa anh em bấy lâu nay quần què. Cái chạy, em đây ổng còn bỏ đi mà hút gì. Má, anh em đúng quần què luôn. Má rồi, nó bị dơ trễ quá rồi. Trời đất ơi. Anh em quần què gì vậy? Em quần què vậy, không biết nữa. À, cái mập chết luôn kìa, lũ đạn nó tôi tức ghê. Cái mập chết rồi, tí xíu nữa. Anh em giống ôm gì kì vậy? Má cây. Má cái thứ gì á? Đen dài lắm. Tao có biết đâu, nhưng nó tao nó đứng nó chậm nó tới làm sao mà mày vô trễ, mày vô chậm quá là tao coi đứng. Á, mình bơi đúng chậm luôn á. Lúc đó mà nó thấy cái mập tới ha, nó lùi nhẹ lên xíu cho mình vô thuyền ha. Má bấm đúng lẹ bởi vì nó đôi mắt này không uy tín nó rồi. Trời ơi, em nói rồi. Anh ra là không bao giờ uy tín đâu. Anh là bỏ đồng đội thôi. Không bị rồi, xong vai rồi fashion nha. Cứ mỗi lần người chơi bị giết sẽ biến thành con cá mập cho tới khi có người đứng cuối cùng là cá mập đu 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 cá mập đu 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 cá mập gì rồi xong ok luôn. Vậy là giờ sao ta, giờ phải lặn xuống dưới nước để trốn rồi sao ta? Ừ, bây giờ chưa nước chạy trốn đâu chứ đánh nó có lại ai đâu. Ấy mời em cho thiệt. Ấy anh mời râu vô đi. Ok anh mời râu vô đi. Nãy ra nó mới mua chiếc thuyền, nó khen cái thuyền này ghê lắm. Để coi nó ghê qua nhắn này không. Cái thuyền đó hả? Thấy không? Thấy hồ vật pháp không? Con thuyền này cụ bắp bái nồi ra luôn mà kêu xịn. Sao em biết cụ bắp? Em coi em thử rồi. Em coi cấu hình chưa? Ủa thử rồi hả? Ừ nãy đi thử rồi. Xong rồi đó. Xong rồi đó, tôi nghe màu tôi thấy phiêu phiêu rồi đó. Má cái vai rồi phát tình này mà nó kêu thiền xịn cỡ nào rồi tôi thấy cũng đi hết trơn á. Ấu thấy gì lái gì ở bên kia mà. Anh thử lái đi, lái. Nè anh đang lái nè, trời lái chuẩn chỉ hơn con thuyền kia luôn ấy. Thấy chuẩn. Lát nữa 10 cái mập cũng qua bên trong mà chuẩn chỉ. Giết cá mập đi. Baby shark du 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 baby shark du 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 baby. Ôi cái mập kia anh quá quá. Đâu. Trái trung tâm. Giết nó. Đâu không sao. Cắp nó luôn á, mình sẽ giết nó, khỏi lo. Ui già bắn gì dữ anh ơi mày. Đó, rồi, đó, 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 hay lắm, hay lắm. À hay lắm, hay lắm, trò thuyền xịn lắm. Chuẩn chỉ, trời ơi, cái thuyền chuẩn chỉ ghê luôn. Trời ơi, chuẩn chỉ, trời ơi, chuẩn chỉ ghê luôn. Trời, nữa nè, trời ơi, chuẩn chỉ. Nữa nè, trời ơi, thuyền hay thiệt chứ. À, trời, nữa nè, đó. Trời ơi, thuyền chuẩn chỉ dễ sợ, tàn chìm không. À, này mày với ai, mày lái, mày nằm giữa, mày lái nè. Trời ơi, hả thuyền chuẩn chỉ ghê, lái chuẩn đồ, hả nó lật một cái, lật nó muốn khùng luôn. Hả bởi vì đừng bao giờ nghe ra nó review hay là nó bị a đồ cho anh em lụ rạn. Ăn cao lên Bobby ơi. Này thì thiệt xịn lắm, thiệt đi. Ăn góc siêu cao vô. Đây, bán đây. Bô, dính kia. Đó, bán đầu vô. Cây mấy thằng này thì có chứ. Nữa luôn. Á à, cứ lật thuyền nó ra bộ nó cây mấy thằng này để nó đỡ quê. Á à, mua thuyền giỏm mà kêu thuyền giỏm đi bia cho cố đó thuyền bay luôn rồi. Bay xong lật tiếp. Okay, đúng rồi, đúng rồi. Chạy bắn nó đi, bắn nó. Cái gì vậy? Ai mua đồ đâu mà tự nhiên mở shop lên. Ở tốt bên kia rồi, rồi một người có mặt luôn rồi. Chưa mới hai con thôi. Không sao, hai con vẫn giết được. Hai con vẫn giết được mà. Ừ, quan trọng là ba con trở lên là mình chạy thôi. Đâu rồi? Nó bay. Ngồi dưới nước. Đang dòm bây giờ. Lăn, phóng một chục xa ba lăn xuống dưới. Trái. Ba con cá mập rồi. Quýnh nó luôn đi anh, giết đi em sao đâu. Sao lên. Trời ơi, nó hút một cá bay trên trời luôn. Trời ơi, rồi lật tiếp.
Đứng đi, đứng đi, đứng đi. Rồi, chạy được, chạy được, chạy được. Thì được cái nó bay, bắn cái nó bay tới đầu luôn ơi. Bay tiếp đi, bay tiếp đi, bay tiếp đi. Bay tiếp đi, bay tiếp đi. Bay đi, các bạn không biết thì mình mới bay đâu. Đúng rồi, bay đi. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Ồ, cái mập xong rồi đó được, cái mập xong rồi đó được với con thuyền bay này. Cái mập đó đó được. Bắn đi, nói trước kìa, đúng rồi. Còn hai thanh niên kìa, cứu lên, hai niên lên, đang qua kìa, hai niên đang qua. Đừng có bắn luôn, có lạy mày luôn á, đừng có bắn luôn. Ủa ai bắn đâu, nãy ta ngồi không mà ba. Đúng rồi, gái lên rồi. Đó, khúc này phải bắn nè, trời ơi, bay xa dữ vậy, cái mập không ngờ luôn. Sao mà đỡ được, trời. Sao mà đỡ được, đúng rồi. Á, này giống như thuyền máy bay vậy ba. Cho người ta lên kìa ba, còn hai ba người kìa, cho người ta lên kìa. Vái thuyền bay ghê đi. Hắc rồi, làm sao mà cá mập giết được. Đó, 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 cái mỏ. Hả, cũng cái mỏ đó luôn á, chuyên gia luôn, cái mỏ đó nói chuyện là nghe thú rình luôn. Đó, má chết là một nùi luôn, má cái mỏ lụ đạn nó chứ đang bình yên nó nói chi vậy. Má cày thế nhờ. Hả, cái con này nó đã xui rồi mà nó còn hay diễn văn nữa, chán thiệt chứ. Ủa, nó đâu không chịu bắt người như thằng cu nó bỏ chạy à, trời ơi. Chứ anh nghĩ sao, em bị rớt xuống tiền rồi. Em bấm xe máy chứ cho rớt xuống tiền, trời ơi. Trời ơi. Học lao thiệt chứ. Ai mà muốn anh à. Sống à. Mốt bớt gáy lại nha, lụ đạn đang bình yên gáy chi vậy. Ai gáy? Mày chứ ai. Trời ơi, cái mập không giết được mình đâu, mà nó vừa nói xong luôn. Ừ. Vừa mới cái là cái mập nó bu lại liền luôn. Ủa đi kìm, đi kìm, đi đi kìm, đi nó bơi đây nè, chứ đâu tìm quanh đây quá trời. Bơi lại. Rồi, em giết được rồi. Đây. Ở đâu vậy, ở đâu, cái đống này nè, cái đống thằng bơi đi nè. Hey. Ngon. Giết hết tất cả rồi. Xui gì, đầu ấy. Đỉnh. Trời, đúng là ướt à. Ha, thiền bay quá bay rồi. Rồi ok, dừng clip luôn. Rồi ok, thì kết thúc phần 1 của sắc bay 1 rồi nha anh em. Thì hẹn anh em tuần sau nó ra sắc bay 2, anh em mình vô chiến tiếp anh em nha. Để coi sắc bay 2 nó có cái gì mới, có gì xịn anh em nha. Mặc niệm cho sắc bay 1 nha mọi người. Á, nó chù game nó chán ghê, ăn mặc niệm hoài luôn á. Rồi, rồi anh em thích video này đưa lại cho ba đứa mình một like, một share và subscribe channel của ba đứa mình để nhận nhiều video mỗi ngày anh em nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.